chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Quốc hội dự kiến bầu chủ tịch nước mới vào ngày làm việc đầu tiên. Bài viết được đăng trên trang VTC News. Quốc hội dự kiến sẽ bầu chủ tịch nước mới vào ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 6, khóa 14. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới vào chiều ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, tức là ngày 22 tháng 10. Kết quả bầu chủ tịch nước được công bố một ngày sau. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 6 là 24 ngày. Khai mạc ngày 22 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 21 tháng 11. Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đóng góp, chương trình công tác của lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến điều chỉnh thứ tự, thời điểm xem xét một số nội dung cho phù hợp. Cụ thể, Quốc hội dự kiến sẽ đưa ra quy trình bầu chủ tịch nước ngay từ đầu kỳ họp, tức là ngày 22 tháng 10 để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền của chủ tịch nước. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét quyết định nhân sự thành viên chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng với các văn kiện liên quan trước ngày 13 tháng 11. Theo quy định các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cần thời gian đảm nhận nhiệm vụ tối thiểu một năm. Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm người đã thôi chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn nhân sự mới đảm nhận vị trí này. Người đang được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng. Tân chủ tịch nước được bầu sẽ ký quyết định phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới của Bộ Thông tin Truyền thông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết lật lọng như tổng trọng Bài viết của tác giả Quê Hương được đăng trên trang chân trời mới. Tại Đại hội Đảng 12 cuối tháng 1 năm 2016, sau cuộc quyết đấu với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng được tái bầu cử trước Tổng Bí Thư mặc dù ông đã quá tuổi quy định. Khi ấy, ông Trọng khẳng định việc ông ta được tái bầu chỉ là giải pháp tình thế, bởi trong đảng chưa có ai đủ uy tín và Tổng Trọng sẽ đảm bảo quá trình chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo đồng thời sẽ rút lui sau nửa nhiệm kỳ 5 năm dự kiến vào khoảng cuối năm 2017 và nửa đầu năm 2018 để nhường cho người khác lên thay. Thậm chí, trong cuộc họp báo sau khi đại hội, Trọng còn nói rõ, tôi không ngờ lại được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương và hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu làm tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối 100%. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, có lẽ trong các vị lãnh đạo tuổi tôi là cao nhất, sức khỏe trình độ có hạn. Nói tóm lại, việc tổng trọng được tái cử chỉ là tình thế, chứ ông ta không có ý định ngồi vào ghế này lâu dài. Mặc dù vậy, đến nay, tức là cuối năm 2018, tổng trọng không hề cho thấy ý định rút lui do tuổi cao sức yếu, trình độ có hạn, mà tổng trọng vẫn chuẩn bị kiêm thêm cả chức chủ tịch nước theo kiểu phát chân lên hai ghế. Sau cái chết được báo trước đối với chủ tịch nước Trần Đại Quang, và một lần nữa, cụm từ giải pháp tình thế lại được trọng nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, Hà Nội, diễn ra trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Trong buổi tiếp xúc cử tri này, trọng nhấn mạnh, đến bây giờ thì không phải nhất thể hóa, đây là tình huống. Vừa rồi không ai đồng chí Trần Đại Quang, nguyên chủ tịch nước vừa mất đi, rất là đột ngột. Mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay, không nên nói là Tổng Bí Thư kiêm chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng nghĩa cũng giống như giải pháp tình huống mà tổng trọng cam kết hồi đại hội đảng 12 sau khi tái đắc cử tổng bí thư lần này trọng cũng giao dạng giải pháp tình thế mặc dù vậy ai cũng hiểu một khi trọng đã leo lên thì không bao giờ chịu tụt xuống điều đó cũng có nghĩa là sau khi lần lọng để được tái bầu cử vào chức tổng bí thư một lần nữa trọng lại lần lọng để có thêm chiếc ghế chủ tịch nước trong khi vẫn giao giảng đạo đức để che giấu đi tham vọng quyền lực của mình và chắc chắn là sau khi vắt vẹo chân trên hai ghế như vậy, trọng sẽ nắm quyền suốt đời giống như tập cận bình hay putin. một khi trọng còn ngồi ở đó, thì công tác đào tạo quy hoạch cán bộ trẻ, chuyển giao thế hệ lãnh đạo còn khướt mới thực hiện được. bởi lớp già sống chết bám lấy ghế của mình như thế, thì lấy đâu ra ghế cho lũ cán bộ? Lượn? thì lấy đâu ra ghế cho lũ cán bộ kế cận leo lên? và như vậy, đất nước Việt Nam chưa biết bao giờ mới có thể thoát khỏi sự giam hãm của gã độc tài bảo thủ thân trung cộng Nguyễn Phú Trọng. Đúng là khốn nạn cho đất nước Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Phú Trọng to hơn Hồ Chí Minh. Bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng được đăng trên trang Người Việt Online. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cố làm bộ khiêm nhường, coi việc một mình làm hai chức là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng đã có người dùng chữ vua khi nói đến việc ông lên ngôi chủ tịch nước. Nhà báo Ô Huy Đức trong bài viết nhất thể hóa đã viết rằng nước cũng chỉ nên có một vua. Ông Nguyễn Phú Trọng sau khi được đề cử nắm cả hai chức vụ đã bác bỏ khẩu hiệu nhất thể hóa. Tuy nhiên không thấy ông đã động gì tới chữ vua. Lý thuyết gia số một của Đảng Cộng sản, không lẽ ông lại sơ ý không nhìn thấy chữ vua hay sao? Nhưng nhất thể hóa là cái gì? ông nguyễn phú trọng không đồng ý với nhãn hiệu nhất thể hóa có lẽ vì ngó qua còn thấy ông xuân phúc với bà kim ngân ngồi đó trước kia chế độ gồm có tứ trụ tức là cả trần đại quang bây giờ chỉ còn ba có thể đặt tên tiếng nga là troika chiếc xe ba con ngựa kéo nói nôm na tiếng việt nam thì dùng hình ảnh kiềng ba chân hay là ba vua bếp hai ông và một bà tứ trụ giảm biên chế xuống từ tứ trụ giảm biên chế xuống còn tam trụ. Choi ca đã là tình huống lắm rồi, nếu sở lại nhất thể hóa theo đề nghị của Huy Đức, tức là phải gạt cả Xuân Phúc lẫn Kinh Ngân đẩy xuống hàng thần tử, bầy tôi của ông Trọng, thì hơi vội vã đấy. Nhưng đó chính là ý kiến của Huy Đức, mỗi nước chỉ nên có một vua thôi. Ông viết, nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam, nghĩa là dù tứ trụ hay là choi Troika có ba hay là bốn chức theo huy đức thấy hiện giờ chỉ có một mình nguyễn phú trọng là người đang thực sự nắm quyền lực tối cao nhãn hiệu nhất thể hóa không thay đổi cơ cấu và thực trạng quyền lực giữa họ với nhau đưa trọng lên ngồi thêm trên cái ghế quốc trưởng chỉ tạo tính chính danh cho trọng mà thôi đến đây thì ai cũng thấy lý luận của huy đức là lúng túng người ta chỉ cần thâu tóm thêm quyền hành thêm chút quyền nào hay chút đó nếu tự xét xem mình chưa thực nắm đủ quyền lực trong tay một người đang thực sự nắm quyền lực tối cao, thì người đó không cần phải nắm thêm bất cứ một thứ quyền lực nào khác, kể cả là chức chủ tịch nước. Trong chuyện Tàu, nhiều người tìm cách che giấu quyền lực tối cao của mình bằng cách xin thêm, như Tư Mã Ý, bầy tôi của nhà ngụy thời Tam Quốc. Tư Mã Ý nắm quân đội trong tay, thủ túc đứng chật triều đình, đúng là quyền lực tối cao, nhưng Ý vẫn chưa dám cướp ngôi vì còn sợ thế lực của họ Tàu. Khi Tàu sảng cho người đến thăm coi thái độ Tư Mã Ý thế nào, ý xả bộ bệnh tật, lại nhờ cậu sứ giả về tâu xin sản cho phong mấy đứa con mình thêm vài cái chức nho nhỏ nữa. Ý giải thích, tôi sợ khi tôi chết đi thì con cháu sẽ chẳng còn danh phận nào nữa. Thế là tào sản yên tâm, từ mà ý vẫn còn xin, tức là chưa nắm quyền lực tối cao. Vậy tại sao người thực sự nắm quyền lực tối cao là Nguyễn Phú Trọng lại phải bắt ngay lấy cái chức quốc trưởng khi mà Trần Đại Quang vừa mới tắt thở? Có phải là Trọng vừa biết mình chưa nắm quyền lực tối cao hay không? Huy Đức lý luận cách khác, trọng cần ngồi trên cái ghế quốc trưởng vì mục đích là để chính danh. Chính danh là một thuật ngữ chính trị xuất hiện thời Xuân Thu bên Tàu, cách đây 25 thế kỷ. Ông Khổng Tử nói rằng, muốn chính trị một nước ổn định thì phải chính danh. Ván tắt, chính danh nghĩa là người giữ chức vụ nào phải làm đúng với danh phận của mình. Quân quân thần thần, nghĩa là vua làm đúng việc của vua, bầy tôi làm đúng việc của bầy tôi. Phí Đức dùng quy tắc chính danh để biện minh việc trọng nắm cả hai chức vụ. Nhà báo tinh khôn này đã phê bình chế độ một cách kín đáo. Nhà báo vạch ra một sự thật, từ hồi đó đến giờ chế độ cộng sản không chính danh. Chế độ không chính danh vì vua không làm việc của vua, bầy tôi cũng không làm việc của bầy tôi. Đúng hơn, cộng sản là một chế độ loạn cào cào, không biết ai là vua, ai là tôi. Đó là bản chất của chế độ cộng sản, từ Liên Xô qua Trung Cộng đến Việt Cộng thử coi bản hiến pháp cộng sản nói cái gì. Họ nói rằng quyền lực chính trị thuộc về toàn dân, trên nguyên tắc dân bầu cử người đại diện gọi là quốc hội, quyền lực cao nhất nước, do đó phải nắm trong tay quốc hội. Nhưng mặt khác, bản hiến pháp cộng sản lại đặt tất cả mọi quyền hành vào tay đảng cộng sản. Điều số 4 viết, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, tức là nắm tất cả mọi thứ quyền lực. Vậy thì đứa nào làm vua, đứa nào làm bề tôi, không biết, chế độ Cộng sản bỏ lửng câu hỏi này, vì bản chất của Đảng là nói một đằng là một nẻo, lúc nào cũng đề cao nhân dân, nhưng trong thực tế thì lo củng cố quyền lực của Đảng. Muốn biết hơn thua, ai vua ai tôi, thì chỉ cần coi đến nào trong tay cầm súng và sẵn cái còng số 8. Thông thường, Tổng bí thư Đảng làm vua, Chủ tịch nước là bầy tôi. Thời Lê Duẩn, những Chủ tịch nước chỉ làm bù nhìn, và Thủ tướng Chính phủ là một thư ký Tôn Đức Thắng có mời Lê Duẩn nhận chức chủ tịch nước thì Lê Duẩn cũng không thèm nhận. Một trưởng ban tổ chức như Lê Đức Thọ cũng thét ra lửa, thủ tướng thay chủ tịch không bằng. Nhưng thời Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng lại chiếm vai vua, cả quốc trưởng lẫn tổng bí thư chịu lép vế. Lạ nhất có lẽ là thời Đặng Tiểu Bình bên Tàu, người không nắm giữ chức chủ tịch nào trong đảng cũng như trong nhà nước, trừ vai chủ tịch quân ủy trung ương nhưng lại nắm quyền tối cao. Tất cả do quyền lực cá nhân quyết định không cần đến danh nghĩa. Cộng sản là một chế độ không chính danh. Tập Cận Bình đã là chủ tịch đảng, lại làm chủ tịch nhà nước, nhưng họ Tập vẫn cố gắng tiêu diệt dần dần tay chân của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Sau đó mới thay đổi cương lĩnh và hiến pháp để chính thức làm chủ tịch vĩnh viễn. Nguyễn Phú Trọng đang bước theo từng bước chân của Tập Cận Bình, nắm cả hai chức cầm đầu đảng và nhà nước. Nhưng gọi đó là chính danh thì sai. Gọi đúng đây phải là thâu tóm quyền lực cá nhân, Cuối cùng, vẫn cảnh danh không chính ngôn không thuận như Khổng Tử cảnh cáo. Ngôn không thuận, cho nên Nguyễn Phú Trọng lúng ta lúng túng, không dám nhận rằng mình đã kiêm hai chức vụ, từ chối mấy chữ nhất thể hóa nhưng vẫn không phủ nhận mình thực sự nắm quyền lực tối cao, cũng không bác bỏ ý kiến nước chỉ có một vua, mà cũng không từ chối vai trò vua được quân sư Huy Đức phong tặng. Không dám nói thẳng, không dám nói rõ ràng, chính vì danh không chính nên ngôn không thuận chỉ có một điều nguyễn phú trọng nói đang rất rành mạch tự tin là khi tự so sánh mình với hồ chí minh ông trọng đóng vai khiêm tốn rất khéo nói rằng liên quan cá nhân tôi thì nói cũng khó nói để mọi người biết ông khiêm nhường rồi ông nói tiếp nhưng trước đã có thời bác hồ là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng như tôi ý nói tôi nguyễn phú trọng người đang giữ hai chức vụ trên cũng chỉ ngang hàng với chủ tịch hồ chí minh mà thôi nhưng ai cũng nhìn thấy vai trò của ông Hồ Chí Minh ngày xưa với Nguyễn Phú Trọng bây giờ rất khác nhau. Thời Hồ Chí Minh vừa làm chủ tịch nước, vừa làm chủ tịch đảng, thì cả hai tên gọi đó đều vô vị. Cả hai chức vụ chỉ ngồi làm vì, đóng vai nghi lễ, không nắm chút thực quyền nào cả. Lê Duẩn mới thực sự nắm quyền sinh quyền sát. Họ cho bác nghỉ ngơi chờ ngày chết. Có lần hội nghị đảng, Hồ Chí Minh muốn phát biểu ý kiến mà không được phép nói. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng nắm quyền thực sự, còn được tán xương là quyền lực tối cao nữa. Cho nên khi đem Hồ Chí Minh ra để ví với mình, Nguyễn Phú Trọng rất tự hào. Không những nắm cả hai chức vụ như bác ngày xưa, Trọng còn nắm quyền hành thực sự tối cao như lời huy đức xưng tụng. Trọng có thể qua mặt cả Tập Cận Bình. Tập Cận Bình ngày nay, quyền lực có thể ngang với Đặng Tiểu Bình đời trước, nhưng không dám tự so sánh với Mao Trạch Đông. Nguyễn Phú Trọng thấy chắc chắn quyền lực mạnh hơn cả Hồ Chí Minh.